Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã đồng ý đề xuất của Bộ Y tế về cấp giấy lưu hành 3 thuốc chứa Monopiravir để điều trị COVID-19. Hiện Bộ Y tế chưa công khai danh sách công ty sẽ sản xuất 3 loại thuốc mới này. Hội đồng cũng cho biết sẽ khẩn trương họp để xem xét việc cấp phép ngay khi có kết quả thẩm định hồ sơ bổ sung của các tiểu ban chuyên môn. Monopiravir là hoạt chất có tác dụng kháng virus, được xem là vũ khí quan trọng trong điều trị F0 tại nhà. Thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tính đến chiều ngày 5 tháng 1, có 225 ca F0 liên quan đến chùm ca bệnh trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang. Chùm ca bệnh này hiện gồm 7 trường tiểu học và mầm non và 15 trên 16 xã phường của thành phố Bắc Giang. Các ca F0 chủ yếu là học sinh đang điều trị cách ly tại bệnh viện dã chiến của tỉnh, biến nơi này trở thành một nhà trẻ F0. Điểm dịch này bùng phát nghi nguồn lây từ một giáo viên dạy tiếng Anh là người nước ngoài. Ca mắc đầu tiên là học sinh được ghi nhận vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Để khoanh vùng dập dịch, thành phố Bắc Giang đã cho tất cả học sinh tạm thời nghỉ học. Thành phố Bắc Giang đặt quyết tâm trong vòng 7 ngày có thể khoanh vùng được điểm dịch này và dần cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo an toàn phòng dịch. Tình hình dịch COVID-19 tại Ninh Bình hiện đang có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn đã xuất hiện các ổ dịch tại cộng đồng, trong trường học, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở tất cả các quận, huyện, thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới và 102 ca bệnh được ghi nhận. Trong đó, 2 ổ dịch mới là ổ dịch liên quan đến trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình, ghi nhận 9 ca bệnh, và ổ dịch liên quan đến công ty Regris, huyện Nho Quan, ghi nhận 6 ca bệnh. Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà nhằm phát hiện sớm các ca F0 trong cộng đồng, thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý dập dịch. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và vaccine. Hiện Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine mũi 3 nhằm nâng cao hiệu quả phòng dịch. Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên tiêm sớm cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, nhiều bệnh nền với khoảng 8.000 người. Điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hôm nay, điểm tiêm này tổ chức tiêm mũi 3 cho hơn 1.000 người thuộc các nhóm đối tượng nguy cơ cao, người lớn tuổi mắc nhiều bệnh nền nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng và tử vong. Tôi là năm nay 79 tuổi, thì cũng nhiều bệnh nền. Tôi bị tiểu đường, bị Parkinson, rồi là một số bệnh khác. Thế tôi được cái là ưu tiên cái đợt đầu tiên là tiêm cho người già của thành phố Đà Nẵng. Thế hôm nay là tôi tiêm được đến mũi thứ 3 rồi. Thì phải nói là rất là mừng. Thì cảm ơn như vậy là ngành y tế, cảm ơn thành phố đã quan tâm đến những người già chúng tôi. Tiêm mũi 3 đó là cái sự quan tâm của bệnh viện, của ngành y tế. Nói chung là bảo đảm sức khỏe tốt. Thành phố Đà Nẵng đã có kinh nghiệm khi tổ chức rất nhiều đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nên với đợt tiêm mới này, công tác chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, với nhóm đối tượng nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tiêm chủng được ngành y tế địa phương đặc biệt chú trọng, nhất là theo dõi sau tiêm. Để đảm bảo an toàn tiêm, thì chúng tôi có bộ phận khám sàng lọc từng đối tượng một, và từng đối tượng sàng lọc những trường hợp nào nghi ngờ thì chúng tôi có hội đồng hỗ trợ để được tiêm hoặc không tiêm. Bên cạnh đó là chúng tôi có một cái hệ thống hồi sức rất tích cực, cũng như là các anh chị đã thấy ở đây tiêm đó, để sẵn sàng xử lý kịp thời những trường hợp mà có những cái phản ứng phụ, những cái tác dụng không mong muốn khi tiêm vaccine. Nhưng mà trong thời gian mấy ngày tôi được qua thì là chúng tôi cũng chưa gặp một trường hợp nào hết. Hầu như tất cả những đối tượng được tiêm vaccine mũi 3 trong trường này thì người ta đều hài lòng. Đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay với chiến lược tập trung bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương với COVID-19, y tế địa phương nhanh chóng ưu tiên tiêm mũi 3 cho nhóm người có bệnh nền nhiều nguy cơ với khoảng 8.000 người. Dự kiến Đà Nẵng sẽ hoàn thành mũi 3 vaccine COVID-19 cho nhóm 18 tuổi trở lên vào quý 1 năm 2022. Quý 1 năm 2022 là phải hoàn thành tiêm mũi 3 cho tất cả đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Chứ không có là trong đó, không phải là ưu tiên mà trong đó khẳng định là tất cả các đối tượng người cao tuổi bệnh này phải được tiêm.
Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tiêm gần 2 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Trước đó, thành phố cũng đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tiêm dứt điểm mũi 1 trước cuối năm 2021 cho những trường hợp chưa tiêm vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông tin về biến thể của virus SARS-CoV-2 có tên gọi là IHU hay là B.1.6.4.0.2, được phát hiện đầu tiên ở Pháp vào cuối năm 2021. Biến thể mới nói trên chính thức được ghi nhận xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào tháng trước, sau khi các bệnh nhân vùng Marseille miền Nam của nước Pháp bắt đầu có triệu chứng bệnh hồi tháng 11. Biến thể IHU có 46 đột biến, khiến cho giới chuyên gia quan ngại có thể kháng các loại vaccine hiện nay. Cho dù biến thể này dường như không có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt khi so sánh với biến thể Omicron xuất hiện cùng khoảng thời gian, nhưng nay đã lây lan ra toàn cầu. Giới chuyên gia quốc tế cũng cân nhắc hạ thấp nguy cơ do IHU gây ra. Trong đó, nhiều chuyên gia cho rằng Omicron đã áp đảo IHU. Kể từ ngày 10 tháng 1 bị nới lỏng quy định về xét nghiệm COVID-19 và cách ly, theo đó chỉ những người có triệu chứng nhiễm bệnh mới phải xét nghiệm PCR. Những người tiếp xúc có nguy cơ cao nhưng không có triệu chứng, đã tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 5 tháng qua, có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính, sẽ không phải xét nghiệm PCR, không phải cách ly. Đối với những người tiêm mũi 2 trên 5 tháng, thời gian cách ly sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Riêng với các trường hợp chưa tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính, thời gian tự cách ly là 7 ngày. Số liệu chính thức của chính phủ Anh công bố ngày 5 tháng 1 cho thấy cứ 20 người Anh thì có hơn 1 người mắc COVID-19. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát tại xứ sở sương mù. Văn phòng thống kê quốc gia Anh ước tính có khoảng 3,7 triệu người Anh đã mắc COVID-19 trong tuần cuối cùng của năm 2021, so với 2,3 triệu người vào tuần trước, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang lan nhanh trên toàn quốc. Các số liệu trên được đưa ra khi chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố nới lỏng các quy định xét nghiệm đối với những người mắc COVID-19 không triệu chứng ở vùng England. Theo đó, kể từ ngày 11 tháng 1, những người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng sẽ phải tự cách ly ngay lập tức mà không cần phải xét nghiệm PCR. Quy định này được thực hiện tại Scotland và xứ Wales từ ngày 6 tháng 1. Điều phối viên chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients tuyên bố Mỹ có các công cụ cần thiết để giữ cho các trường hợp mở cửa bất chấp sự gia tăng của các ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh. Hiện khoảng 96% trường học ở Mỹ đang mở cửa. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ trung bình trong 7 ngày qua tăng 98% so với tuần trước. Bên cạnh đó, số ca nhập viện trung bình tăng 63% và số ca tử vong trung bình cũng tăng 5%. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra chỉ thị không cho phép bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron được điều trị tại nhà, bất kể điều kiện kinh tế hay tuổi tác. Campuchia đầu tháng này đã cho phép mở lại các trường mẫu giáo để trẻ em từ 3 đến 5 tuổi có thể đến lớp. Quy định trên được đưa ra dựa trên cơ sở các ca lây nhiễm cộng đồng giảm và tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 trong nước đạt mức cao. Tính đến ngày 2 tháng 1, Campuchia đã tiêm mũi tăng cường cho khoảng 3,6 triệu người, tương đương 21,25% dân số. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.